Cố lên mạnh vô, nó mới lên được. Chạy đi con, lên chưa? Con thấy gió nó có mạnh không? Cố lên đó. Đó, bé này một mình nó đang thả con diều đầu dế này chưa, xịn sò luôn đấy. Đó, bé đang mình nó đang thả diều đầu dế. Rồi hai này đang chuẩn bị lên. Rồi đang lên con diều đây. Diều là phượng hoàng đó. Đang, em gái đang lên cái con diều phượng hoàng nhá, đang cố giật lên nha, không có lên được không? Đó, gió đang lên, đang xả dây. Bố đi mất rồi. Bố đi mất tiêu rồi. Đây đang thả diều đây. Thả diều Doraemon của chúng ta đây. Mới có lên được không? Cố gắng chạy đây. Đó, con diều Doraemon á. Có gió rồi, gió rồi, chiều nay gió bắt đầu. Từ nãy giờ bắt đầu gió mới lên đây. Chiều nay diều của chúng ta gió được đổi về hướng này nhá. Chiều nay 24 tháng 6 đây, gió này từ bên hướng kia giờ này đổi ngược về hướng này. Chiều nay mấy con diều nhỏ lên thôi nhá. Mấy con diều lớn chưa có gió mấy này các bạn này, chưa có gió lớn chưa có lên được. Đang chuẩn bị không biết đang chờ gió lớn không biết sao đây. Đang giật đây. Gió lên rồi, gió lên rồi, gió lên rồi. Đấy, các bạn thấy giật khí thế không? Giật cỡ đấy, thả diều là phải giật cỡ này mới lên được hay không nha. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Khí thế không? Đấy, đang giật đấy, giật. Quá giật luôn. Đấy, phải giật như thế này mới lên được nha. Phải kép đấy. Đang bay phất phới tuyệt vời ha các bạn ạ. Ra bãi diều này thì rất nhiều loại diều nha các bạn nha. Diều mới. Chạy, cắm đầu luôn không lên. Rồi lên chưa? Con này cũng dài từ 2 mét mấy á, chứ phải 2 mét mấy. Gió này yếu quá, gió này nó đứng quá, nó không muốn rớt rồi. Rồi muốn rớt rồi, muốn rớt rồi, muốn rớt rồi, muốn rớt rồi, muốn rớt rồi. Khả năng khó trụ nổi. Gió nó yếu quá. Đẹp không? Đó. Gió nó lớn thì nó mới lên được các bạn nha. Còn gió nó yếu quá nó hay rớt. Mùa này tháng 6 rồi cho nên không phải mùa thả diều. Cái bãi của chúng ta là giờ anh em đam mê là ra thả là chính thôi chứ. Rồi đang cho con đầu diều lên nha, đang gió này. Không biết có lên nổi không. Hai con diều đầu nồng nọc, con màu cam kia cũng lên rồi kìa. Đấy, hai con đang đua nhau lên nha. Còn gió bây giờ 5 giờ mấy rồi. 5 giờ mấy mặt trời nó ngày hôm nay nắng này. Nay dự báo thời tiết gió cấp 14. Đây bãi diều quận 12 nha các bạn nhá. Các bạn nào đam mê thì cứ đi ra thả diều nhá. Các bạn đi cầu Tâm Lương đấy, các bạn hỏi. Khu nghiệp Tân Bình đi vô đường CN1 đó thì hỏi bãi diều thì mọi người biết nhá. Thôi các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ.
để đón xem những video sau hàng ngày thả diều của bãi quận 12 của mình nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại.